Thưa quý vị, theo đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một trong những mục tiêu mà thành phố đặt ra là trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Để cụ thể hóa mục tiêu này, thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung phân bổ không gian phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, nhà đầu tư để triển khai các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cũng như các sản phẩm du lịch mới. Tiến tập cùng với các đối tác và nhà thầu kiến tạo nên những công trình và sản phẩm mới. Đồng thời, chúng tôi cũng làm mới những cái sản phẩm đã có, bởi vì chúng tôi cho rằng chỉ có như vậy thì mới đủ sức hấp dẫn và gia tăng cái trải nghiệm cho du khách khi họ quay về với Đà Nẵng của chúng ta. Bên cạnh tập trung vào nhóm giải pháp về quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch, sản phẩm du lịch, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đẩy mạnh các giải pháp về xúc tiến quảng bá thị trường, hướng đến dòng khách chi tiêu cao. Chúng ta phải tập trung rất mạnh vào MICE, bởi đây là một cái thị phần có thể lôi kéo được cái số lượng lớn du khách tới thành phố Đà Nẵng, và đặc biệt là những cái du lịch văn hóa về ẩm thực cũng sẽ là những cái thị phần mà sẽ giúp cho du lịch Đà Nẵng cất cánh. Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đang từng bước để tái cơ cấu lại các cái sản phẩm cũng như là thị trường để tập trung phát triển điểm đến Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến chất lượng, đẳng cấp và vươn ra cạnh tranh với lại các cái điểm đến trong nước cũng như là trong khu vực. Hiện Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, phát triển hệ thống giám sát du lịch thông minh, phân tích thị trường. Thành phố cũng đã thống nhất bố trí dự toán ngân sách hàng năm để triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng tại thị trường nội địa và quốc tế trọng điểm, tiềm năng, xúc tiến mở rộng các đường bay quốc tế trực tiếp, tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa du lịch. Bên cạnh đó, tập trung vào đẩy nhanh các tiến độ dự án du lịch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo môi trường du lịch, xây dựng thương hiệu thành phố du lịch với hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cao.